thế nước chứng minh. Kính thưa cùng toàn thể quý vị đại biểu, quan khách, kính thưa cùng toàn thể bà con nhân dân, Phật tử thân mến. Lời đầu tiên cho phép con, Phật tử Ánh Nguyệt xin được gửi tới quý chư tôn thế đức tăng ni cùng toàn thể quý vị đại biểu, quan khách lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta thật là đầy đủ duyên lành để được chúng ta được trở về ngôi chùa Phủ Thái Hòa linh thiêng này để được dự một chương trình đêm nhạc đặc biệt chào mừng cho lễ hội truyền thống chùa Phủ Thái Hòa năm 2019. Và kính thưa quý vị, hôm nay các anh chị em nghệ sĩ chúng con đã trở về đây từ rất sớm, được sự gieo duyên của quý thầy chủ trì, các bậc lãnh đạo địa phương, mà hôm nay chúng con được về đây, được dâng những lời ca tiếng hát của mình để cúng dường mười phương chư Phật. Và chắc chắn rằng đây cũng chính là món quà phát lạc đặc biệt mà chúng con, những người thực hiện chương trình muốn gửi tới toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, và trở về chứng minh và tham dự cho đêm giao lưu nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay, trước hết và trên hết, chúng con xin được thành kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Diệu Minh, trưởng ban tổ chức. Về phía đại diện chính quyền địa phương, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Trương Văn Thiệu, bí thư chi bộ xóm 7. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Lấy, phó bí thư chi bộ xóm 7. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Văn Thanh, xóm trưởng xóm 7. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Văn Thành, trưởng ban Thánh Tiết. Và về tham dự cho chương trình giao lưu nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi cũng rất vui mừng được chào đón ông Nguyễn Viết Cường, giám đốc công ty thiết kế đầu tư và xây dựng Phúc Phương đến từ thành phố Hà Nội. Và giờ phút này chắc chắn là muộn rồi, có đúng không ạ? Quý vị đang rất là sốt ruột, có đúng không ạ? Thế thì ban tổ chức chúng con cũng sẽ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa. Và ngay giờ phút này, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ đồng hướng mắt về phía sân khấu trung tâm và cùng thưởng thức ca khúc múa Người Về Thăm Quê do làng Phùng Thịnh, xóm 5, xã Nga Thanh biểu diễn. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để chào đón tiết mục đầu tiên. Gặp lại dòng trăng đêm trắng cha đông.
Thank you.
Thank you.
Ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời.
Chào mọi người cùng vỗ tay bài hát của chúng tôi đi ạ. Xóm 5, xã Nga Thanh biểu diễn. Xin quý vị khán giả một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt.
Để tôi với người con gái quê
cảm ơn các cô. Múa rất là dẻo. Những điệu múa cứ như là diễn viên chuyên nghiệp. Quý vị có thấy như vậy không ạ? Mình nghĩ anh đổi những tràng vỗ tay thật là to hơn đi ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục rất đặc biệt. Tiết mục mà đây hai nhân vật chính của chúng ta là Ánh Nguyệt đã đưa ra đây rồi. Trình diện tới toàn thể quý vị. Và bây giờ hai con có thể giới thiệu cho quý thầy cũng như là toàn thể quý vị được biết là hai con tên là gì này, con nhà ai này, ở đâu, được không? Con nhớ không? Tên là gì này, con nhà ai này, ở đâu? Rồi, con sẽ giới thiệu trước. Tô Hòa. Vậy con thì? Quỳnh An. Thu Hà là con cái nhà ai? Mẹ Thùy. Bố Tôm. Rồi Quỳnh Anh ạ. Bố Cưa, mẹ Thùy. Hai bạn cũng là ở 67 đúng không nhỉ? Cô biết. Thế thì bây giờ hai con sẽ gửi tới thầy cũng như toàn thể quý vị bài hát gì? Thanh nói một to nào. Hai bạn đồng thanh nói thật to là bài gì nhỉ? Quý vị cho hai bé một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ba ơi dậy đi do hai bé đến từ 67 biểu diễn. Rồi, xin mời hai bé lên sân khấu. Rồi, xin mời hai con. Thank you.
Và kính thưa quý vị thân mến, mỗi lần mà Ánh Nguyệt trở về đây, quý vị cứ thắc mắc là vì sao Ánh Nguyệt xuất thân từ một trường văn hóa nghệ thuật mà rất ít ai được nghe Ánh Nguyệt hát. Bởi vì là đúng là nhờ ăn mày son phấn của Phật mà mỗi lần làm công tác Phật sự ở chùa nào cũng như thế. Mười phương chư Phật đã giao cho Ánh Nguyệt một cái vai trò rất là quan trọng, đó là người dẫn chương trình. Vì vậy, chính vì vậy mà con rất ít có cơ hội được hát. Nhưng mà không sao, hôm nay một cái chương trình đặc biệt như thế này, với rất đông đảo khán giả như thế này, thì con sẽ không làm phụ lòng mong mỏi của mọi người đâu ạ. Tuy con không hát, nhưng mà giọng ca mà ngày sau đây con giới thiệu hát còn cao siêu. Bởi vì sao? Con xin tâm sự một xíu, đó là cái giọng ca này có thể nói là người mẹ thứ hai của con. Bởi vì là hôm nay thật sự là con thì đã mời ca sĩ này rất là nhiều, nhưng mà bởi vì là ca sĩ này rất là bận, công việc rất là bận, nhưng mà rồi hôm nay cũng được đủ duyên lành thu xếp được mọi công việc, ca sĩ trở về đây. Thật sự ngay từ đầu thì Ánh Nguyệt không muốn gọi là ca sĩ đâu, bởi vì người mẹ thứ hai mà. Nhưng mà cái đặc biệt là Ánh Nguyệt chưa muốn tiết lộ vội, bởi vì là bình thường ấy, con đến đây là con nói rất là nhiều, con không có hát. Mọi người cứ hỏi sao là học nghệ thuật mà lại không hát, cứ nói mãi, cứ để cho mình cản hát thôi. Nhưng mà hôm nay chính xác là con không làm cho một ai phụ lòng mọi người hết, kể cả thầy. Con nói với thầy, con bật mí với mọi người là một giọng ca rất là đặc biệt trở về trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, là một giảng viên thanh nhạc và cũng chính là người mẹ thứ hai của con. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người giảng viên thanh nhạc Minh Tiết. Và ngay sau đây, cô Minh Tiết sẽ cùng gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc viết về miền đất địa linh nhân kiệt của chúng ta, ca khúc Về Với Xứ Thanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Chào các con, xin được gửi chào trân trọng với các giác sức khỏe của sư cô Thích Thánh Minh và cùng toàn thể của các con. Tâm nhìn thực tử có mặt trong buổi giao lưu ca nhạc ngày hôm nay. Về đi anh đưa ta về xứ Thanh lung linh trong màu đó. Về đi anh Thanh Hóa anh hùng, dù ta dù theo qua bao đời trần màn, ngả nghiêm phong kinh thành đất nhân kiệt địa linh. Về đi anh thì ta mới thấu tình người xứ. Thank you.
Cùng thị 6 năm xã Nga Thanh, Hà Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.